khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của một người phụ nữ mà tên tuổi của chị gắn liền với cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009. Xin được giới thiệu Hoa hậu Quý bà Hoàng Yến. Xin được trân trọng giới thiệu anh David Kiên ạ. Xin chào anh David Kiên, cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình. Anh Kiên thân mến, có một thời gian rất là dài hoạt động trong lĩnh vực tạo mẫu tóc rồi. Thế thì gần đây không biết là salon của anh đang hoạt động như thế nào ạ? Xin chào chị Hàm Yến, xin chào chương trình, chào em. Công việc của anh ấy thì thực tế ra khá là vất vả. Anh thì làm nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là vừa là một ông giám đốc đào tạo, vừa một nhà tạo mẫu tóc, vừa một là người phải xuống phục vụ khách hàng, mà vừa là một người phải cân nhắc cái kinh tế, cái doanh thu và cái công việc hoạt động của xã hội và anh em trong câu lạc bộ nữa. Quay lại những năm trước đây, vào thời điểm mà bắt đầu đến với công việc là tạo mẫu tóc, thì anh đã biết được là niềm đam mê của mình như thế nào và bắt đầu con đường này bằng cách nào ạ? Anh lên nghề chỉ vì cái tát. Tức là khi anh cắt cho người ta một mái tóc mà khi người ta không hài lòng, người ta dạy người ta tát mình. Nhưng mình phải cho mình tức như đi học ở Hải Phòng. Đến giờ vẫn cảm ơn người đấy. Bởi vì thực tế tên thật anh là Nguyễn Văn Toán. Nhưng mà khi cái người thầy đầu tiên dạy anh, thầy mất đi rồi, thì anh đeo cái tên David Kiên ở trong người anh. Mà đến bây giờ thầy vẫn sống trong anh, mà anh cũng có cái thiệt thòi mất đi cái tên của mình. Linh Thủy nghĩ rằng là ngoài những kỹ năng về nghề nghiệp, ngoài những kinh nghiệm, thì đối với nhà tạo mẫu tóc cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thì việc cập nhật những xu hướng là rất là quan trọng. Thế thì trong năm 2015 thì không biết rằng là xu hướng tóc của năm nay thì như thế nào ạ? Thế năm nay là những cái mẫu xu hướng là có thể là nói là tôi đang muốn là nói về cái văn hóa Việt. Chẳng hạn như là những mẫu tóc nói về cách đây khoảng độ hơn một năm thì tôi cũng làm một cái bộ sưu tập về hồn Việt. Nói chung là cũng khá là thành công, cũng được anh em nhà tổng mẫu tóc công nhận. Ngay khi mà anh David Kiên có nhắc đến đó là anh đang hướng đến một cái xu hướng tóc mang tính là thuần Việt, mang đậm văn hóa Việt, thì Linh Thủy đã nhìn thấy là chị Hoàng Yến ngay lập tức là rất là hứng thú và cũng có lẽ là cũng đang rất là muốn được anh David Kiên tư vấn thêm về để có thể là có được một mái tóc đẹp hơn, một mái tóc vừa tôn lên được cái sự duyên dáng nhưng vẫn rất là sang trọng của một hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt, đúng không ạ? Đầu tiên thì xin chào anh David Kiên. Em thực sự là em cũng đã từng nghe thấy tên của anh David Kiên rất là lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới nghe. Và hôm nay thực sự là rất là may mắn khi mà gặp được anh ở tại trường quay này. Hoàng Yến cũng muốn là anh David Kiên có thể tư vấn cho Hoàng Yến một cái gọi là một vài những cái kiểu tóc gì đó mà nó đơn giản và nó nhanh nhất. Anh Kiên thân mến, chỉ trong khoảng 1 phút thôi nhưng mà anh đã tạo cho Hoa hậu Quý bà Hoàng Yến của chúng ta một mái tóc hoàn toàn khác. Thế thì không biết rằng là ý tưởng của mái tóc này như thế nào ạ? Thứ nhất là cái chất tóc của chị đang bị khô sơ, mà trong cái tóc cứ không hẳn là bóng mượt và là đẹp. Thế nên mà Kiên cũng tận dụng là cái chất khô sơ để mình tạo một phong cách hoang dã và đơn giản. Còn chị Hoàng Yến thì sao? Chị hài lòng với kiểu tóc mới này chưa ạ? Rất là tiếc là mình không được nhìn thấy xem là tổng thể gọi là tổng thể rồi. Tất cả, nhưng mà thực sự là với cái mái tóc mà mình cảm thấy nó có chút hoang dã này nó cũng rất là hay, và thực sự là khi mà mặc bộ đồ này nữa thì đúng là cái kiểu tóc này thì Hoàng Yến cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp. Vâng, xin được cảm ơn anh David Kiên đã dành tặng một món quà đến cho Hoa hậu Quý bà Hoàng Yến cũng như là đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, và cũng xin được cảm ơn Hoa hậu Quý bà Hoàng Yến đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn cả hai vị khách mời.